so strange. Tủ lạnh Hitachi hai cửa thế hệ mới với hệ thống ba sạch, Ionom bám vào vi khuẩn và phân tử mùi, sau đó được khử và làm sạch bởi bộ lọc nano titanium. Hệ thống phun chất rác tuần hoàn khí lạnh đến mọi góc tủ lạnh, giữ thức ăn luôn tươi và sạch. Cuộc sống mới đang đến. Hitachi.